giặc tiếp tục một năm mới hành trình. Đặt luôn đi, đặt luôn đi. Cái đấy phải cắt ra chứ không để vệ cũng khỏe đâu. Đứng trước rồi mà. Khoảng 4 mét mà nó mặt 2 mét 6 là được. 4 mét 2 chứ.
Mình để mình còn cân mình lấy sợi để móc cáp nữa anh, không ăn được đấy, không có bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này mà quay bàn tròn 2.5 thì nó vẫn còn được 3 mét mấy rồi. 2.5 thì còn được
cái này để cân cái này là cùng cái này. Em trèo lên đằng trước cái cục đấy, trèo lên trước cái thang. Ờ, cân gì? Hết phần rồi. Còn nữa, còn mấy phần nữa lên đây. Thank you.
kia đóng lên bên này à? Bảo đẹp đấy em. Anh Đỗ Văn Tuyết, em cảm ơn anh nhiều nhá. Em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. À. Cái này rất là đẹp luôn. Đi bi ngọn đây. Bi ngọn phía bên này các bác ạ. Này các bác đều thấy bên kia là bi ngọn nhá. Mai xuân em sẽ đi dốc này. Có bên kia đây. Ở bên kia. Các bác vào like cho em xin một chia sẻ rất là hồi hộp luôn. Cùng em nhé, cùng em mình mở bát cây này đẹp dã man luôn mọi người ạ. Mơ giờ phương mắc mơ được bấn Thank you.
Ôi cái kênh này mà em không xài tiếp à? Anh kém quá. Pero,
Miền ơi. Hơi lượn tí rồi sao? Anh đi chặn nó đi, phải là đi nhanh nhá. Ít nước đi. Anh đi chặn lại thôi. Cái bàn tròn 28 gấp cái bàn à, chưa bàn Thank you.
hai cái chụp nó thành cái đã. Sao xài được cái pin nu của anh nữa nhỉ? Thank you.
đẹp. Xuất sắc. Quá đẹp luôn. Đầu này đầu kia nó kia. Cà phê thì hay. Ba tìm coi nha. Ba vẫn đang ở tấm biển. Quá đẹp rồi. Thank you.
biết rằng là toàn làm xúc phạm thế. Ông bán cơm nào ông cho thùng bia đấy, còn không bán nước là chưa thấy gì. Thank you.
Thank you.
em đi nha. Được quá.